Tiến sĩ Bạch Vân nói rằng là
có gì thì cứ đưa tin lên trang web, và như vậy sẽ có rất nhiều người Việt mà đã có tuổi rồi đó muốn về để quê hương này đó, thì muốn thưởng thức một chương trình đặc biệt như thế, mà tôi nghĩ là nó có cơ hội để giúp cho chúng ta cùng nhau tôn vinh những cái độc đáo của Việt Nam. Và đó cũng là một cái lý do. Thank you.
Thank you.
y như thế này, gọi là vở, gọi là cái bữa nhóm để làm gì, ví dụ ca chủ đến hát rồi thì được gọi là phụ thưởng thức sau sau nghe hát xong, nghe âm nhạc nha, nghe nhạc xong rồi thì để giúp mình để mời các cụ dùng bữa cơm gia đình, gọi là cái cơm bố dỗ. Vâng, theo tục lệ người Nam, người Bắc thì ông người Bắc ấy thì muốn theo cái dâu là thì muốn theo muốn nào cố theo cái kiểu gì cũng được hết. Vâng, ông thích ăn nào ông lấy nha. Vâng, làm cho nó đúng. Nhưng tôi hôm nay thì tôi thao diễn đúng theo như là Bắc. Vâng, giò đem tinh bọc. Thế rồi thì cá rán rồi thì ngoài Bắc nữa, ở trong này thì kêu là cá chiên, ngoài Bắc thì kêu là cá rán. Thế thì chả giò, rồi thịt tôm dưa chua, rồi thì gà hành, gà hấp lá chanh hành. Vậy thôi chứ, và thì tất cả những gọi là thô sơ về vấn đề cái món ăn thực tế của miền Bắc. Thế thì nếu mà các quý vị thì sau có cái trường hợp mà các quý vị muốn có cái đám dỗ như tôi thì các em cũng cứ có quý vị muốn đãi cái gì đấy thì chúng tôi xin làm theo ý chiều của các quý vị muốn ăn theo kiểu gì thì mình muốn đãi vây bóng hay là những các cái món ăn cao lương thì những các món bình thường như mùa câu hay bằng chẳng hạn thì cái đó là tùy theo tôm càng. Vâng, cua lột ví dụ chẳng hạn như vậy, những cái món ăn này nó tùy theo tùy thích những các cụ và tổ chức các cụ thích ai. Vâng, rồi còn về vấn đề bên cho chúng tôi ấy, thì tôi ở bên nhà hàng thế thì tôi thấy là tôi thì tôi lại thích về ca chủ, thế tôi muốn ca chủ để có những cái tổ chức có những cái ca chủ để mà có ca chủ để mà cho linh đồng để được kéo lên nâng được ca chủ để trở lại hồi phục lại của vâng như trước để mà chúng tôi được thưởng thức với các quý vị đó. Và như thế nào đó cũng qua về cái cảnh vâng, thưa thưa thì về hát thì cô đầu cứ việc đến cho để hát để chúng tôi nhà đèn lên cho thì cũng hát cũng nghe cũng thấy như như hôm nay thì chẳng hạn thì tôi xuất tôi nhớ là cái hồi đã đọc được tiền gì dạ có nhớ một cái đào lương tiền gì chuyển khác được và hồi trước đó thì tôi đào lương đó thì đào lương thì ở trong này đây mà Kim Dung và Dương Tuyết bà Huệ Đăng đó là mà mời tới đây đó thì mời tới đây mấy người được thấy đó tìm đi mà theo cụ cả mời hồi tôi đã mời thì cái hồi trước bà Kim Dung và Như Tuyết và Huy Lang là thực tiễn với tôi và ba khác là vâng ba người thế là ghép thì một người thôi ghép thì phần đông tư mã vâng thì về là cùng nói vương là cái đầu tiên là hát như thế nào vâng hát là đầu tiên là hát chầu tổ cái này lần sau đã cũng có thể là cho cái bài mà chồng tổ để các đạo lý khác nữa. Dạ vâng, vâng để chúng tôi thì tôi cũng quên hết tất cả. Vâng, nói sự thật là tôi quên tất cả. Tôi ngày trước là tôi sưu tầm lắm, tôi có một cuốn sách dày về ca chủ lắm nhưng mà bây giờ thì tôi quên hết tất cả, tôi cũng còn nhớ được. Thì còn nhớ những cái bản nhạc gì mà nhớ được cái bản nhạc nào thì chúng tôi dùng bản nhạc đó. Thí dụ ngày trước đi đến nhà ngoại đi hát cô đầu vâng thì thật nhiều là có những bản nhạc say hay là bản nhạc cờ người hay là những cái bản nhạc văn chương vâng thế thì nhà nghiên cứu một lần liệu là có thể sưu tầm một cái bài hát về chồng tổ không? Vâng, bà hát chồng tổ thì các cô vừa phải chờ bà con để hiểu không nghiên cứu không hát trong cái bản nhạc và hiện nay và chồng tổ mà khi hát khi thành những cái bản nhạc ấy thì phải luyện làm sao cho những các cô vậy để cho những cái dịp điệu dịp ba cũng bắt cho nó xuống cho giảm giọng cho xuống với đời thì mới để thì chống nó mới hành. Nhưng khi thương thế này là vì